Các salesman mà chúng ta thường gọi là tiếp thị hay là người bán hàng là cách gọi không hoàn toàn chính xác và công bằng. Trong hầu hết trường hợp, người ta thường nghĩ rằng người bán hàng hay là tiếp thị là những kẻ tự tâm bốc mình và quan tâm tới hoa hồng. Sự thật đáng buồn là những người đi trước đã tạo nên định kiến này và đó là lý do tại sao định kiến ấy tồn tại. Đã bao giờ bạn mua hàng bán tháo? Đã bao giờ bạn mua hàng dựa trên những tính năng mà người bán ca tụng là tốt nhất và phát hiện ra rằng nó không được như những lời giới thiệu? Khách hàng tiềm năng của chúng ta cũng có những kinh nghiệm tương tự trước khi ngồi vào bàn bạc. Do đó, họ luôn mang một phần định kiến vào buổi trò chuyện. Vậy thì làm thế nào để đối phó với định kiến, có thể mở đầu câu chuyện về lý do cá nhân? Đây là khâu cần phải có để chào hàng, kèm theo là lòng chân thành. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người bán hàng quá phóng đại, ví dụ như là lời tuyên bố, đây là sản phẩm tốt nhất thế giới, hay bạn sẽ không bao giờ thấy một thứ gì tốt như thế này, hay là bạn không thể sống thiếu nó. Những lời phóng đại có thể khiến cho khách hàng tiềm năng nghĩ rằng bạn thật đa cấp. Tại sao? Một lần nữa, chúng ta sẽ quay lại vấn đề định kiến có sẵn. Nếu họ đặt một câu hỏi thử kiểm tra năng lực và câu trả lời của bạn mang tới một cảm giác rằng nó không phải là sự thật, thì đó là một dấu tích trong cột không tin. Nếu bạn gặp một ai đó lần đầu tiên, họ quá ba hoa, bạn có tin tưởng họ không? Sẽ ra sao nếu như họ nói 10 điều đúng đắn và chỉ một điều sai? Có lẽ bạn sẽ không tin họ nữa. Một điều không trung thực nặng hơn một tấn thành thật.